Vâng, xin chào tất cả mọi người. Clip này mình có giới thiệu và đang bán hai con đẩy bãi LA600 hàng đẹp và hai con đẩy này có mức giá khá là tốt. Vâng, xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng đi xem chi tiết về hai con đẩy này. Con đẩy LA600 đầu tiên nó đến từ thương hiệu MUF, có model là MD2600. Về hình thức mặt trước con đẩy này thì mình quay rất là chi tiết để mọi người có thể đánh giá về cái độ đẹp bên ngoài mặt trước của con đẩy này. Trung độ đẹp hình thức mặt trước thì nó cũng còn tương đối là đẹp, một số chỗ chảy sức nhẹ này thôi, không đáng kể, nhưng còn lại thì khá là đẹp và sạch sẽ. Đây là hình thức mặt trước con đẩy đầu tiên đến từ thương hiệu MUF. Dòng đẩy LA của MUF này thì rất là thương hiệu và nổi tiếng, nó làm rất là đầy đủ và cái trọng lượng của con đẩy này nó khá là nặng so với những con đẩy LA600 của hãng khác. Model là MD2600. Mặt trước đấy, hình thức mặt trước thì còn khá là đẹp, sạch sẽ, không dập bẹp móp méo, tai đều phẳng, không bị cong. Ở đây là phần nội thất bên trong, các linh kiện của con đẩy này. Con đẩy của MUF LA600 này thì cái phần biến áp nguồn này nó rất là to, thậm chí nó còn to hơn cả những con đẩy LA800 của những thương hiệu khác. Mọi người thấy cái biến áp này, nó đẩy khoảng 20 cm. Bình thường những con LA600 thì nó chỉ được cái biến áp nó nhỏ hơn đây, của những hãng khác thì nó nhỏ hơn đây. Kể cả là của DK, Dadanking là A600 hoặc là A800, cái biến áp nó cũng nhỏ hơn cái biến áp này. Của MUF thì nó làm cái biến áp rất là khủng luôn. Đấy, một găng tay. Và chắc chắn là cam kết là 100% là quấn bằng dây đồng xịn. Nếu không phải dây đồng thì mình cứ tặng mọi người con đẩy này luôn, không lấy tiền. Và tiếp theo thì đây là khu vực tụ lọc nguồn và cầu lắn điện, cầu diode. Hai con cầu diode này thì được bắt ở trên cái thanh tản nhiệt. Và đây là khối tụ lọc nguồn. Cái đời này thì nó là hàng vỉ của máy LA thông dụng thì nó sẽ sử dụng là 20 quả tụ lọc nguồn. Tụ này có dung lượng là 80V, 4.700 microfarad. Và tụ ở đây thì còn rất là đẹp rồi. Và tiếp đến là khu vực khối khởi động mềm trước khi cấp nguồn vào pin áp. Hai dơ le đóng mở ra loa, đóng mở công suất ra loa. Vỉ đuôi xử lý tín hiệu đầu vào. Hôm nay thì clip này thì mình quay vào ban ngày thì mọi người có thể nhìn được chi tiết rõ hơn, nét hơn các linh kiện ở trên hai con đẩy này. Ở đây là hai vế công suất. LA600 thì nó sẽ bị thiếu cái con sò này. Thường thì họ làm lắp thiếu một con sò này. Con sò này là nó thường lắp đủ ở trong cái máy LA800 thì nó sẽ lắp đủ sò. Và áp cấp ở biến áp thì nó sẽ cao hơn. Cao hơn so với LA600. Thường thì con LA600 thông thường thì cái áp cấp của nó, cái áp cấp cao ấy thì nó rơi vào tầm 84-85V, còn LA800 thì nó rơi đến 90V hoặc là hơn 90V, thì nó hơn nhau cái phần đó thôi và sò nó sẽ bắt đủ. Đây là hai vế công suất. Con này thì nó sử dụng 100% là linh kiện cắm ở cái keo này. Đây là cái phần keo để giữ chân rắc nhé. Keo này là keo zin của hãng đấy, và khi họ sản xuất xong thì họ có lắp ráp xong thì họ có đổ thêm một cái lớp keo này để bảo vệ là khi vận chuyển hoặc trong quá trình sử dụng thì nó sẽ không bị tuột cái chân rắc này. Và cái đời này thì nó vẫn sử dụng cái dòng sò là Toshiba, có mã là 5200-1943 và sử dụng công nghệ mạch Class H với hai nguồn áp cấp. Khi chúng ta mở tín hiệu nhỏ thì nó sẽ lấy cái áp cấp thấp để hoạt động và nó sẽ tiết kiệm điện. Và khi chúng ta mở tín hiệu lớn thì nó sẽ lấy cái áp cao để hoạt động, thì nó khi đó thì nó sẽ đạt đủ công suất là lên tới 600W một kênh. Và cái máy này thì nó sử dụng 4 quạt gió. Con này nó sử dụng 4 quạt gió và nó chạy cũng khá là êm. Hai quạt trước và hai quạt sau. Gió sẽ được hút từ mặt trước thổi về phía sau này. Và đây là mặt sau con đẩy này. Hai đường quạt gió này. Các cổng tín hiệu input đầu vào và đường link tín hiệu ra một con đẩy khác. Các công tắc gạt các chế độ 4 ohm và 8 ohm, lớp gạt tiếp mát, lớp gạt độ nhạy đầu vào, lớp gạt để cắt giải cao, để lại giải thấp để chúng ta đánh vào súp, và công tắc gạt các chế độ bright, chập kênh này, mono này, stereo, đầy đủ các lớp gạt của một con LA. CD mã vạch, đầy đủ CD mã vạch. Và con đẩy này thì được sản xuất theo công nghệ của Mỹ và lắp ráp tại PRC này, là Made in China, Trung Quốc. Đây là hai cổng kết nối ra loa bằng rắc lưu trích hoặc là rắc xoáy, có thể sử dụng là rắc xoáy cài. Dây nguồn là dây nguồn liền. Mình sẽ quay lại về cái nội thất bên trong của con đẩy này và lát nữa thì mình sẽ báo giá
của hai con đẩy này để mọi người có thể lắm được. Cái phần biến áp nguồn quá là khủng luôn, rất là to vĩ đại. Bản LA600 bản này mới là bản đủ này, công suất nó mới đủ được 600W một kênh, khi ghép loa trở kháng là 8 ohm, thậm chí là nó còn dư 600W đấy. Nếu với cái phần biến áp nguồn này nó quá là to luôn. Tụ thì đẹp, tụ thì còn đẹp. Đây các linh kiện trên hai bên công suất này, đây là vế tiếp theo nhé. Tất cả là cam kết bằng nguyên zin, từ cái keo chân sắt này cho tới keo bắt ốc sò, tất cả là cam kết là còn nguyên zin. Và LA600 này thì mỗi vế nó có sử dụng là đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 6, 12 sò. Con này là sò thúc tầng tiền khuếch đại. Đây là con diode hồi phục nhanh. Là mỗi vế nó có 12, tổng con này là có 24 sò chính, chưa tính những con sò thúc này và những con bù áp. Và con tiếp theo, con đẩy là A600 tiếp theo. Đây là đến từ thương hiệu LBX nhỉ. Con này là của LBX. Mặt trước thì cũng khá là đẹp và con mã là P5650. Con này mặt trước thì nó gần như là mới tinh, với cái màu vàng chanh. Màu vàng chanh này. Đấy, quý khách nào thích cái màu sáng thì có thể lựa chọn cái con đẩy này. Ở đây thì nó có một cái vết chày nhẹ này, ở cái tay sách này thôi. Vết chày nhẹ này. Nhưng cái màu của nó là màu vàng chanh, nhưng cái chày trước này nó cũng không lộ lắm đâu nhé. Vì là cái màu bên trong nó là màu nhôm. Nhôm này, phay nhôm. Nên là cái màu vàng nên là nó pha với cái màu nhôm này, cái chày trước nó cũng không lộ lắm. Nhưng đây cũng là một cái điểm trừ ở trên mặt trước con đẩy này. Đây một mà miếng nhôm liền khối được CNC khá là đẹp, sắc nét. Cái mặt trước tổng thể của con LBX. Nó cũng là con LA600. Và đây là nội thất bên trong. Đây cái miếng nhôm mặt trước là nó rất là dày. Còn đây là con LA600 cái phần biến áp nguồn này. Biến áp này thì nó nhỏ hơn so với con bên kia một chút, nhưng nó lại cao hơn. Đây, biến áp này thì nó cũng khoảng tầm 19 phân, con kia 20 thì con này cũng là 19. Cái chiều cao của con này thì nó lại cao hơn một chút so với con MUF này. Nói chung là trọng lượng hai con thì gần như tương đương nhau, hơn nhau không đáng kể. Và đây là cái phần cầu diode này. Tụ lọc nguồn thì con này nó sử dụng cái đầy main mạch tụ to. Main mạch tụ to. Nó sử dụng là 8 quả tụ lọc nguồn 2468 với dung lượng tụ là 63V 10.000 microfarad. Thế thì với 8 quả tụ lọc này thì chúng ta tính dung lượng ấy. Dung lượng thì nó cũng không kém. Dung lượng của tụ nhé, nó không không kém một chút nào so với 20 quả này. Vì quả này là dung lượng có 4.700 mi thôi. 4.700 mi, nhưng con này thì nó lên tới 10.000 mi. Có nghĩa là hai quả kia thì chưa bằng một quả này. Hai quả kia thì mới gần bằng một quả này thôi, chưa bằng được một quả này. Thế con này nó sử dụng 8 quả thì nói chung là dung lượng thì nó gần như là bằng nhau. Nhưng thường thì kinh nghiệm của mình ấy thì những cái con đẩy LA mà nó sử dụng mà những cái dòng tụ to này thì lại rất là lành và bền. Điển hình như con LA400 hoặc con LA300 gần như là không bao giờ hỏng tụ. 100% gần như là không bao giờ hỏng tụ cả. Và mình cũng có một số con LA800 mà nó sử dụng ít tụ ấy, những tụ to này này. Thì tháo ra thì tụ nó rất là đẹp luôn, gần như là không bao giờ bị phồng hoặc là khô. Nhưng với cái dòng tụ mà những cái dòng đẩy là A800 mà sử dụng nhiều tụ này thì vẫn có một số đời là bị lồi tụ nhé. Vẫn bị lồi tụ, khô tụ. Nó đánh ở áp cao và cái tụ dung lượng của nó thấp. Nên là áp chịu đựng của nó cũng kém hơn. Thì là cái đầy đời đẩy mà LA600, 400, 800 mà sử dụng ít tụ này, 8 tụ này hoặc là 12 tụ đấy thì nó lại rất là bền và lành. Riêng cái phần tụ là rất là lành. Ở đây thì nó vẫn có đầy đủ các dơ ne đóng mở ra loa này. Dơ ne khởi động mềm này. ICLM339 là con IC để xử lý các lệnh tín hiệu đưa từ hai vỉ công suất vào để điều khiển con dơ le đóng mở, cũng như là khi con cảm biến nhiệt nó điều khiển, nó báo lệnh về đây là con dơ ne này nó sẽ điều khiển các con dơ le, con IC này nó sẽ điều khiển các dơ le đóng mở để ra loa. Ở đây là hai vế công suất. Hai vế công suất thì con này thì với con máy này thì nó lại sử dụng cái main của con LA800, có nghĩa là nó lại bắt đủ sò. Bình thường thì LA600 như con bên kia thì sẽ thiếu một sò đây này. Nhưng con này thì nó lại đủ sò nhé. Lại đủ sò. Main này là main của con LA800 mới chính xác này. Đó. Tuy nhiên thì
hãng này thì có thể là họ chơi sang một chút. Tất cả là keo còn nguyên zin đấy nhé, keo chân rắc là còn nguyên zin chưa rút nhé, và hàng thì khá là sạch, hàng này khá là sạch. Loại A600 đây là vế công suất tiếp theo. Đấy, các linh kiện cũng sử dụng dòng trò Toshiba, có mã là 5200 1943. Đây, sẽ quay gần một chút để mọi người nhìn về cái con sò này. Đấy. Đấy, 5200, mã trên này 5200, ở bên dưới là 1943, một con thuận một con nghịch. Và con này thì nó sử dụng hai quạt gió thôi, hai quạt gió ở phía sau để làm mát cho hai vế công suất. Cái dòng đẩy là A này thì cái quạt nó chạy khá là êm, khi chúng ta bật khởi động lên thì quạt nó chạy khá là êm, gần như là không nghe tiếng. Và khi nóng lên thì con cảm biến nó sẽ điều tốc và cấp nguồn cho quạt chạy nhanh. Tổng thể về con là 600, cái mặt là vàng này, cái mặt vàng LBX. Mặt trước con này thì nó có độ đẹp, nó có nhỉnh hơn so với con MUF kia. Đó. Con MUF này mặt đen. Ở đây là mặt sau của con là A600 này. Mặt sau thì cũng có hai cổng input đầu vào, được link tín hiệu ra một đẩy khác. Và con này thì có các công tắc gạt, là các chế độ độ nhạy đầu vào này, nước gạt tiếp mát này, nước gạt các chế độ Braille, Panarel, mà cái này là Mono hoặc Stereo. Cái con này thì nó tự động là chuyển sang cái chế độ trở kháng là 4 ohm hoặc là 8 ohm, thì nó sẽ loại bỏ qua cái lớp công tắc gạt là cái chế độ 4 ohm sau con bên kia. Nó tự động chuyển từ 4 đến đánh từ 4 đến 16 ohm. Thường thì trở kháng của đẩy thì nó sẽ đáp ứng được từ với cái dòng loa có trở kháng là từ 4 đến 16 ohm nhé. Sản xuất theo công nghệ của Mỹ này. Và con này thì ghi rõ là Made in China. Made in China và Made in PRC thì nó cũng như nhau. Hai cổng đầu ra bằng rắc Newtrik, rắc xoáy cài. Và dây nguồn vẫn là dây nguồn liền. Nội thất bên trong con này thì nhiều xóa hơn. Con này là có đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 14, 28 xò, tính cả xò thúc này là 32. Và mình cũng xin báo giá của hai con đẩy LA600 này để mọi người có thể nắm được. Và với con đẩy LA600 của MUF này thì bên mình sẽ bán với cái mức giá là khá là tốt. Con này thì sẽ bán cho mọi người với cái giá là 4 triệu 600 nghìn đồng. Giá bán đã bao gồm phí vận chuyển tận nhà cho quý khách và bao zin, bao xịn, bảo hành là 12 tháng để cho quý khách yên tâm sử dụng. Giá là 4 triệu 6 mọi người nhé. Giá là 4 triệu 6 con này. Thế còn với con bên này thì nó lại có cái giá mềm hơn rất nhiều so với con bên kia. Con LA này thì bên mình sẽ giao bán với cái giá là 4 triệu 200 nghìn đồng thôi. LA600 mà 4 triệu 200 nghìn đồng thì nhiều anh em còn chưa nhập được, hoặc là gọi là xích soát với cái giá nhập, chứ không nói là có công. Hàng bao zin và bảo hành là 12 tháng. Con này là 4 triệu 2 bao ship này, bảo hành 12 tháng. Quý khách có nhu cầu mua con đẩy nào thì hãy vui lòng liên hệ bên mình có số điện thoại là 0826 252 688, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại phố Lẻ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để xem và test về những sản phẩm âm thanh karaoke. Ở đây quay lại hình thức mặt trước của hai con đẩy này. MUF, mã là MD2600, chiếc API, bao zin hoạt động bình thường, giá là 4 triệu 6 bao ship. Còn bên này LBX cũng là LA600, chắc chắn là bản đủ, sẽ đủ công suất. Con này thì bán với cái giá là 4 triệu 2, bên mình nhập được giá tốt thì lại bán cho mọi người giá tốt. Thì đây cũng là cái cơ hội để cho anh em nào có nhu cầu mà thích chơi cái dòng đẩy LA600 thì có thể mua được con LA600 với cái giá khá là ưu đãi đấy. Bình thường thì khó kiếm được một con LA600 hàng đẹp như thế này, mặt đẹp như thế này mà giá thì chỉ có 4 triệu 2. Thế con bên này thì nó là hàng thương hiệu rồi, MUF nó là thương hiệu nổi tiếng. Dòng đẩy LA thì nó nổi tiếng là lanh, chất âm đều dải, hay và ít bệnh, ít sinh bệnh. Và bên mình có bảo hành cho quý khách là sử dụng là 12 tháng để cho anh em yên tâm sử dụng. Vâng, và xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Và quý khách nào có nhu cầu mua con đẩy này thì vui lòng liên hệ bên mình. Và số điện thoại mình có để bên góc tay phải màn hình. Với công suất của con đẩy LA600 này thì mọi người có thể sử dụng để đánh
Với con NA600 này thì mọi người có đánh được hai cặp 30 từ 19 côn 76, nó bao cho mọi người đánh căng đét luôn và cũng là đảm bảo độ bền. Hoặc là quý khách nào có một cặp loa bát 40 từ 220 côn 100 thì sử dụng con này đánh cũng rất là ok nhé. Thoải mái công suất và không sợ đuối. Chất âm thì nó đánh rất là hay luôn. Đó những cái phương án phối ghép với hai con đẩy này, hai cặp 30 hoặc là một cặp 40 côn 100. Còn với những cái cặp loa bát 25 hoặc là một cặp loa bát 25, một cặp loa bát 30 thì đánh là dư giả công suất cả hai con. Cả hai con thì đều đạt cái tiêu chuẩn là đánh hai cặp 30 từ 190 côn 76 hoặc là một cặp loa bát 40 từ 220 côn 100. Vâng, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo. Và xin cảm ơn tất cả mọi người.